các bạn xem cá này. Ăn chưa các bạn? Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ và giới thiệu đến các bạn một món ăn nữa, đó là hôm nay mình sẽ làm cá rô kho trộn nha các bạn. Thì để sử dụng cái món cá rô kho trộn này thì mình theo như mình thấy là cá rô đồng là ngon nhất. Ở đây mình có hai con cá rô đồng. Cá rô này là cá rô đồng, còn con cá rô nuôi các bạn dễ nhận biết lắm, nó mập mà nó ngắn lại, nó rất là bự nha. Mình sử dụng đây hai con cá rô. Rồi ngoài ra để mình làm món cá rô cho nó thơm thì đây mình sử dụng là nước mắm. Mình sử dụng đây là 4 muỗng cơm nước mắm ngon. Thì các bạn sử dụng cái nước mắm càng ngon thì mình kho cá nó con cá nó săn lại rất là thơm và nó không có mặn dữ lắm. Rồi gia vị để mình nêm là mình cho tiêu nè, đường, tí tí bột nêm, và ở đây đặc biệt kho cá thì mình không thể nào thiếu cái bột ngọt. Cái bột ngọt nó sẽ dung hòa lại cho cái nước mắm nó được không mặn nha các bạn. Ngoài ra thì mình sử dụng ở đây là hành và ớt. Thì mình sử dụng hành và ớt ở đây thì mình sẽ sử dụng cái củ hành trắng này, mình sẽ là mình đâm con cá. Mình đâm ra mình ướp con cá nó không bao giờ bị tanh nha các bạn. Rồi, trước hết thì mình sẽ củ hành, xếp hành trắng này nè. Mình sẽ đập dập luôn ha. Mình ướp cá là mình sẽ đập dập, hoặc là các bạn có thể chúng ta xay cũng được ha. Xay cái này ra cho nó nhuyễn ra cũng được. Rồi, cái thứ hai nữa, con cá rô này của mình nó hơi to to ha. Ồ, cá của mình nó có trứng nữa nè nha. Có trứng nè các bạn. Cá rô gì là cá rô mình nuôi tự nhiên nó có trứng hơn là con cá mình nuôi thường, nó ít có trứng. Với lại cá mùa này nó trứng nhiều lắm. Ồ, con nào cũng có trứng là các bạn thấy là con cá dưới mương á, mình tát mương mình bắt nó nè. Nó mùa này nó đẻ, nó nhiều đẻ nhiều lắm. Rồi bắt đầu mình sẽ ướp cá nha. Rồi sau đó mình sẽ cho hành mình băm hồi nãy đó. Rồi cái thứ hai nữa, thứ nhất là cái hành sẽ làm cá mình không tanh. Thứ hai nữa mình sẽ sử dụng cái dầu hào. Cái dầu hào ở đây mình sẽ cho khoảng là 1 muỗng cà phê dầu hào vào ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho cái nước màu mà mình thắng nè các bạn. Cái đường mình thắng ra cái nước màu á. Thường là các bạn, nếu các bạn nào có xem clip mình để làm cái caramel mà làm cho cái món bánh lăng á, thì các bạn biết cách cho quanh thắng nước màu như thế nào. Thì mình sử dụng cái nước màu đường mình thắng như thế này, thì mình pho cái màu nó như ý muốn của mình, cái màu nó rất là đẹp. Rồi ở đây thì mình sẽ cho nè bột ngọt, chút xíu bột nêm, đường. Mình ướp cá như thế này là khoảng là 15 phút ha. Ướp này 5 phút. Rồi sau đó thì sau 5 phút mình sẽ cho nước mắm chà, mình không cho vào trước nha.
mình cho vào ăn lượt luôn thì cái nước màu của mình nó không có cái màu đẹp, tại vì nước mắm nó loãng ra rồi. Cá này có trứng quá trời luôn nè. Mình sẽ để cá như thế này là khoảng 15 phút nha. Rồi sau khi mình ướp đây là cá vào khoảng 5 phút rồi. Giờ thì mình sẽ cho cái nước mắm ngon vào, mình ướp trước 10 phút nữa nha. Tiếp tục thì mình để đây cho cá nó thấm cái nước mắm khoảng 10 phút nữa rồi mình sẽ đem đi kho nha. Rồi ở đây sau khi mình ướp khoảng được 15 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ kho nha. Kho cá kho tộ ngày hôm nay nha, kho kho tộ. Mình kho thì mình để cho nó sôi rồi mình trở lại lật lại thì mình không bao giờ mình lật lại nữa nha, tại mình lật lại là con cá nó dễ bị nát, nó không ngon ha. Kho đây với cái lửa là riu riu nha. Rồi sau khi sôi rồi mình sẽ lật con cá lại và mình để nguyên luôn ha. Tại nãy giờ mình đã ướp bên đó rồi thì nó đã thấm rồi nè. Ở đây thì mình sẽ nêm nha, khi cá đã chín rồi nè, mình kho khoảng được hơn 5 phút rồi thì cá ở đây đã chín rồi, mình sẽ nêm gia vị coi. Gia vị của mình hơi lạc cho nên thì mình sẽ thêm một tí xíu đường. Nếu các bạn nào ở đây thì mình thích ăn ngọt nha, mình sẽ nêm đường vô. Còn nếu các bạn nào có ăn lạc lạc thì chúng ta với cái lượng nước mắm và cái bột nêm vậy thì như thế là đã vừa ăn rồi. Hôm nay thì mình cần thêm một tí xíu đường cho nó ngọt ngọt là được ha. Cá có trứng ngon không? Rồi ở đây điều đặc biệt nữa là cái để con cá nó được thơm và ngon. Cái điều đặc biệt đây là mình sẽ cho tép mỡ vào, con cá nó sẽ béo, rất là béo và ngon nha các bạn. Cái mỡ này nó sẽ làm cho cái bí quyết của mình là cái bí mỡ đó, nó làm cho cái con cá này nó thơm và nó ngon, nó béo lắm. Các bạn thấy là mình cho mỡ rào rồi cá nó trong, rồi nó béo, ngon, béo, béo luôn.
Đây mình sẽ kho cho cạn nước luôn ha. Rồi ở đây nếu các bạn nào mà thích mình kho cá như thế này để chấm rau luộc rồi ăn á, cho sống thì mình sẽ chừa lại một tí xíu nước ha. Thì nếu các bạn nào không thích thì chúng ta kho luôn cho cạn nước cũng được ha. Đây mình nhắc xuống rồi nè. Đó mình sẽ cho hành vào. Tiêu, ở đây thì mình sẽ cho tiêu vào luôn. Rồi nè các bạn, tầm như thế là mình đã là kho xong cái món cá rô kho tộ ngày hôm nay rồi các bạn. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ thì mình sẽ múc thử cái miếng cá này cho các bạn xem nha. Cho các bạn xem cá này. Ăn chưa các bạn? Wow. Cái này mà ăn với cơm trắng ha, cơm trắng mà đang nóng á, với rau luộc ngon lắm các bạn ơi. Mỡ ha, béo béo cũng mỡ rồi. Trứng cá nè.